Bạn muốn mình thật đẹp trai, được nhiều người ngưỡng mộ. Bạn muốn được săn đón nhiệt tình. Bạn muốn được sếp cưng, công việc trôi chảy. Vậy thì phải xem clip này. Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mavis Channel. Là Dũ Mai đây. Ngày hôm nay Mai sẽ chia sẻ với tất cả các bạn một chủ đề vô cùng hot mà Mai tin chắc rằng cả nam hay nữ đều rất hào hứng với chủ đề này. Đó chính là công thức làm đẹp da chỉ với 3 bước dành cho nam giới. Video trước Mai đã chia sẻ với các chị em phái đẹp cái cách chăm sóc da mỗi ngày. Thì ngày hôm nay Mavis Channel muốn gửi tặng tới các anh phái mạnh một cái công thức làm đẹp da chỉ với 3 bước đơn giản nhất mà ai cũng có thể làm được. Vì Mavis biết rằng các anh cũng có mong muốn mình trở nên thật là bảnh trai và đầy sức hút trong mắt chị em phụ nữ. Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu. Có một cô gái nào muốn ôm một chàng trai, hay hôn một chàng trai, hay âu yếm một chàng trai với gương mặt đầy mụn, đầy nhờn hay không? Hầu hết mọi người đều đi làm và có rất là nhiều công việc. Chúng ta phải gặp gỡ khách hàng bên ngoài và đòi hỏi đến ngoại hình rất nhiều. Chính vì vậy, việc chăm sóc da hay được gọi là skin care vô cùng quan trọng. Nghiên cứu cho thấy, bây giờ ngoại hình chiếm phần lớn thành công của các bạn trong cuộc sống. Nếu bạn có ngoại hình và biết chăm sóc bản thân thật xinh đẹp, xinh xắn thì ok, bạn sẽ được cộng ngay 5 điểm thanh lịch. Nên việc dưỡng da là vô cùng quan trọng bởi nó ảnh hưởng đến tình duyên, công văn, sự nghiệp của tất cả các bạn nam luôn đó nha. Ai cũng cần skin care cả, đâu phải chỉ riêng chị em chúng mình. Hay là ca sĩ, diễn viên, người mẫu có dùng đến skin care đâu. Rất nhiều bạn nam nghĩ rằng mỹ phẩm là dành riêng cho con gái và phái nam mà dùng là biến thái. Sai hoàn toàn. Tuy các bạn là nam nhưng không ai đảm bảo với các bạn rằng làn da của các bạn sẽ không bị tổn thương. Theo thống kê tại Viện Da Liễu cho thấy tỷ lệ nam giới đến điều trị và chăm sóc da xấp xỉ bằng nữ giới. Và khách hàng nam giới mua mỹ phẩm online rất là nhiều nhưng chỉ vì sợ bị nói biến thái mà không dám công khai thôi. Cho nên các bạn nam ơi, hãy mạnh dạn và tích cực bảo vệ làn da của chính mình. Vì khi da mắc bệnh thì chẳng ai quan tâm tới các bạn đâu, mà các bạn chỉ nhận được những lời chỉ trích nè, chê bai nè và hỏi vì sao các bạn không chăm sóc da của chính mình thôi. Vì vậy, skin care là các bước chăm sóc da cần thiết dành cho mỗi con người để có thể duy trì được làn da khỏe đẹp và căng bóng. Không được lơ là với nhan sắc của chính mình nha, bởi vì nam giới đáng lẽ ra phải trẻ hơn nữ giới đến 15 tuổi lận đó. Nhưng mà mọi người hãy nhìn đi, xem các chị, các cô, các thím, các em của mình nè, họ như thế nào? Họ rất là xinh xắn, tươi trẻ, xứng xính, điệu đà và tươi tắn đúng không? Còn các chàng trai như thế nào? Các anh như thế nào? Mụn nè, nám nè, tàn nhang, đồi mồi, sạm nè, da nhăn nheo, lão hóa, vết chân chim rất là nhiều luôn và đủ thứ hết. Thì thử hỏi xem là những chị em phụ nữ nhìn và họ có thích không? Ngay cả bản thân Mai nè, Mai cũng thích một người đàn ông thật là thơm tho và sạch sẽ, đúng không? Đó là tâm lý của tất cả các chị em phụ nữ. Cho nên là các anh nam giới hãy quan tâm đến làn da của mình và hãy chăm sóc da của mình thật là kỹ nhé. Bình thường các anh thấy chị em dùng mỹ phẩm rất là choáng ngợp đúng không? Nhưng ngày hôm nay Mai sẽ chia sẻ cho các anh 3 bước đơn giản để các anh có thể chăm sóc da tại nhà và không lằng nhằng. Đó chính là rửa mặt, dưỡng ẩm và chống nắng. Bận gì thì bận, mệt gì thì mệt, nhưng phải đảm bảo là da phải luôn được sạch bằng việc sử dụng sữa rửa mặt. Chúng ta sẽ rửa mặt 2 lần một ngày, sáng sau khi ngủ dậy và tối trước khi đi ngủ. Sau một ngày làm việc về và đã tiếp xúc với rất nhiều khói, bụi, nắng và gió ngoài đường, rửa mặt buổi tối sẽ giúp cho làn da sạch sâu. Còn rửa mặt buổi sáng sẽ giúp cho làn da sảng khoái và tươi mát. Vì sau một đêm da vẫn hoạt động, cho nên là da sẽ đào thải và bài tiết ra rất là nhiều bã nhờn và những cái độc tố. Cộng thêm việc là da mặt của chúng ta sẽ tiếp xúc với bụi ở trên ra giường nè, gối nè, điện thoại nè và cả người yêu nữa.
Nếu bạn có làn da quá nhiều dầu thì chưa nên rửa mặt một lần bằng nước bình thường. Đừng nên dùng sữa rửa mặt nhé. Vì nếu như dùng sữa rửa mặt quá nhiều sẽ gây cho khô da, và nếu như khô da thì sẽ tiết nhờn nhiều hơn nữa và rất dễ gây mụn. Bước thứ hai, chúng ta sẽ đến với bước dưỡng ẩm. Đầu tiên, chúng ta sẽ sử dụng toner để cân bằng độ pH trong da, làm sạch sâu và lấy đi hết những cái cặn dư mà trong quá trình sử dụng sữa rửa mặt chúng ta không làm sạch được hết. Tại sao phải dùng kem dưỡng ẩm nhỉ? Nếu như các anh chị em cứ liên tục hỏi chị Google thì các anh chị em sẽ loạn lên mất. Nên em muốn chia sẻ với các bạn một điều là bước dưỡng ẩm vô cùng quan trọng, vì nếu như da thiếu ẩm thì sẽ tiết nhờn. Lúc đó lỗ chân lông sẽ rất dễ bị viêm, lên mụn nè, da nhanh lão hóa và phát sinh rất là nhiều vấn đề không hề tốt cho da nếu như mà mình không dưỡng ẩm. Nam hay nữ gì không biết, da ai cũng cần phải dưỡng ẩm cả. Bước cuối cùng là chống nắng. Ánh nắng mặt trời luôn là nguồn sống của vạn vật trên trái đất này, nhưng nó có những tác hại rất là hại đối với làn da của chúng ta. Sạm, nám, tàn nhang, đồi mồi, vết chân chim và đặc biệt hơn nữa là ung thư da. Vì vậy, việc sử dụng kem chống nắng là một việc không thể không dùng. Dù bạn là nam hay là nữ, già trẻ lớn bé gì thì kem chống nắng luôn là bạn đồng hành mỗi khi chúng ta bước ra đường. Kem chống nắng đơn giản chỉ là chống nắng. Nó sẽ giúp cho chúng ta chống lại những tác hại tiêu cực của tia nắng đối với làn da của mình. Đó là những tia UVA, UVB. Nhưng mà lười quá, giờ bây giờ bịt khẩu trang nhiều lớp, mặc áo chống nắng rồi bạn làm kín mít có được không? No. Tỉnh lại. Các tia UVA, UVB có thể xuyên qua được các lớp vải, cho nên là không có thể chống được những cái tác hại từ môi trường bên ngoài đâu nha. Chỉ làm cho các bạn cảm thấy yên tâm hơn về mặt tâm lý thôi. Cho nên là hãy sử dụng kem chống nắng đi. Và Mai vừa chia sẻ cho các bạn 3 bước đơn giản nhất chăm sóc da dành cho nam giới, và Mai tin chắc rằng các bạn nam rất là dễ dàng thực hiện 3 bước này tại nhà. Và đừng quên rửa mặt, dưỡng ẩm và dùng kem chống nắng trước khi ra đường nhé. Đẹp trai thì mới có nhiều người yêu, cho nên hãy quyết tâm chăm sóc da nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và các bạn nghĩ sao về video này? Hãy để lại comment phía dưới và nhấn subscribe để nhận được thông báo cho những video tiếp theo nhé. Bye bye. Hai ba. Để im ấy, cái để. Trời ơi, bắt cảm xúc gì lâu vậy.